có kế hoạch thì 100% là gì, các bạn sẽ bị tù chung thân hoặc là tử hình. Nhưng nếu trong trường hợp là gì, một người mà giết người trong trạng thái kích động thì họ sẽ chịu cái số năm tù sẽ thấp hơn, cho nó không giống như cái người mà giết người mà có kế hoạch, thì cho các bạn ha. Thì như vậy chúng ta thấy là kích động đây là gì, là một cái trạng thái hưng phấn tâm lý vận động quá mức xuất hiện một cách đột ngột. À, xuất hiện một cách đột ngột các bạn, ví dụ như trên hình ảnh của các bạn đúng không ạ, ví dụ trên hình ảnh các bạn thấy là gì, cái chọc người ta béo á, để không ai chọc béo rồi chọc rồi này nọ các bạn. Nên là chúng ta thấy không ạ, đa phần khi mà các bạn đọc những bộ những cái câu chuyện mà ta giết người á, các bạn thấy toàn là gì, toàn là trước khi mà họ xảy ra giết người là toàn bị kích động ở bên ngoài. Ví dụ như một anh hai vợ chồng chồng đi làm xa, vợ ở nhà bắt đầu làm gì các bạn, đi theo trai ngủ với nhân tình, chồng về chồng thấy được không à, chồng về chồng thấy còn. Nhưng mà nhiều nhiều có nhiều trường hợp là tôi thấy là gì, chồng cũng chưa kịp giết về là nghe phong phanh hàng xóm nói rằng là gì, nói là anh là vợ mình ở nhà là theo người này theo người kia, thì cũng chưa có tức nhưng bắt đầu làm gì các bạn, bực bội trong người được không, bắt đầu đi uống rượu uống bia, uống rượu uống bia bắt đầu làm gì các bạn, bắt đầu là trong bàn nhậu nó bắt đầu cái thằng bạn của mình, à cái thằng bạn bắt đầu nói trời ơi sao mày hiền dữ vậy, gặp tao là hả tao cho con đó về chầu ông trời ông vãi vậy đó, đó đúng không, gặp tao là tao giết con đó chết đó, đó là cái gì các bạn, có những cái gọi là tác nhân tác động vô cái ông đó, bắt đầu ổng là gì, vừa gọi là giống như những cái lời kích động từ bên ngoài nó sao các bạn, nó giống như là một giọt nước tràn ly và tên này kích động lên và giết người được không ạ. Giống như bạn nghe cái vụ mà giết người ở dưới Bình Dương không, Phi giết chồng ở dưới Bình Dương mà chặt năm mấy khúc á, được không ạ. Thì khi mà hỏi ra thì bà vợ khai ra bắt đầu mới nói là gì các bạn, bà vợ này bà cũng chịu quen là ngày hôm đó thì không có gì nhiều, nhưng mà trước đó ông chồng ông mỗi lần ông say xỉn ông về ông làm gì các bạn, ông đã mỗi lần ông xỉn về là ông đánh bà này đó, mà cái tới ngày hôm đó gọi là những giọt nước tràn ly ông cũng nhậu xỉn về, ông cũng càm ràm ông chửi gì đó được không ạ, tức quá giết rồi chặt là mấy khúc luôn để cho các bạn ha. Thì đó người ta gọi là gì các bạn, đó là giết người trong trạng thái kích động được không ạ. Nên trong trường hợp cô nói lý do tại sao là gì, một bệnh nhân tâm thần họ thường phải sử dụng thuốc an thần, và thuốc an thần có tác dụng là gì các bạn, đó là lúc nào nó cũng muốn ngủ các bạn, đặc trưng của bệnh nhân tâm thần là người lúc nào nó cũng lờ đờ lúc nào cũng buồn ngủ hết trơn á được không ạ. Và nếu như chúng ta mà sống cạnh người tâm thần thì cố gắng là gì các bạn, đừng nên kích động họ, bản thân chúng ta bây giờ là một người hoàn toàn bình thường mà nghe lời những người khác nói mình đã muốn điên, mình muốn quýnh họ rồi được không ha, mình đã muốn quýnh họ rồi đó, nói gì là một người họ có sẵn một cái gọi là tiền sử bệnh tâm thần. Có rất nhiều câu chuyện trước tôi nói các bạn rồi, đó là gì, anh chàng là tâm thần bình thường uống thuốc theo dõi điều trị bình thường, nhưng mà thằng nhóc là cứ mỗi lần đi ngang qua nhà là gì, cái đồ tâm thần, cái đồ tâm thần, à một hai ngày không sao nhiều ngày rồi hôm đó nó vô lấy da ra rồi chắc bay cái đầu thằng nhóc rồi luôn cho các bạn ha. Thì đó người ta gọi là gì các bạn, đó là nó gọi là kích động được không ạ. Như vậy trong trường hợp mà chúng ta thấy một người kích động, cho một người kích động thì chúng ta sẽ lập tức làm gì ạ, đưa vô bệnh viện, cưỡng chế đưa vô bệnh viện liền các bạn được không ạ. Chứ chúng ta thấy là gì, ở đó họ sẽ có những hành động mà gọi là gì, sẽ nguy hiểm cho chính bản thân họ, nguy hiểm cho những người xung quanh và nguy hiểm cho cộng đồng không ạ. Ví dụ trên hình ảnh của các bạn đây ha, kích động, bệnh tâm thần kích động lên ha. Rồi những nguyên nhân kích động ví dụ như là gì các bạn, đó là say mê vì một mục đích riêng nhưng bị những người khác xung quanh cản trở. À, những người họ họ tức là nhiều khi những bệnh nhân tâm thần, đang nói đến bệnh nhân tâm thần nhưng mà những bệnh nhân tâm thần họ có những cái mục đích say mê, họ có họ tại vì đã gọi là tâm thần mà các bạn, nên là họ nhiều khi họ có những cái điều hoang tưởng mà họ muốn làm những cái điều gì đó nó thật là gọi là cao siêu được không à. Nhưng mà các bạn biết rồi, mình muốn làm một cái gì đó thì mình phải có điều kiện, ví dụ như bây giờ tôi nói đơn giản lắm mình đi, ví dụ là đơn giản lắm mình đi, bây giờ tụi em ra trường đúng không, tụi em ra trường điều ước mơ của tụi em sẽ là cái gì với cái ngành điều dưỡng này, ví dụ tôi hỏi bạn đi ha, Quỳnh Anh, hình như lớp này có Quỳnh Anh đúng không nè, Quỳnh Anh có rồi đúng rồi, Quỳnh Anh có đây không em, vừa nghe có mà đâu rồi, alo con, ừ cô đây em đâu rồi, có ông rồi mạnh nó không gặp chuyện không rõ con nói lại. rồi tôi hỏi em á rằng là em có ước mơ gì đối với cái ngành này của mình, là ví dụ bây giờ em tốt nghiệp em ra trường em muốn làm cái gì,
nghĩ xa xa tí nha, gọi là ước mơ mà. Nói chung được rồi nha. Làm gì? Em muốn làm gì, phát triển cái ngành này? Hả? Không biết hả? Hả? Đâu rồi bà? Rồi cô hỏi bạn tiếp theo, Phú Văn Lành. Phú Văn Lành có đây không? Nghe cô ơi. Rồi, em có ước mơ gì khi ra trường? Dạ, ước mơ có việc làm thôi cô. Đã bảo là gọi là ước mơ mà, đâu ai tính tiền em đâu. Rồi, thứ nhất là có việc Dạ. làm, rồi tiếp theo làm gì đâu. À, như đó Không, còn phải thì thi nữa. Rồi, cô cảm ơn em nhé. Rồi. dạ. À, như vậy thì các bạn thấy như thế này nè, tức là đã bảo là ước mơ thì không ai tốn tiền, mà nhiều khi các bạn có lẽ là các bạn ngại, các bạn không nói ha. Nếu trong trường hợp các bạn sẽ thấy là gì, thông thường cô thấy những bạn mà sinh viên mà khi ra trường đúng không, thì hiển nhiên lúc đầu là các bạn chỉ nghĩ tới là gì, mình sẽ đi làm mà mình kiếm tiền được không à. Nhưng mà bắt đầu sau một thời gian đi làm, các bạn biết là gì, thường á, thường ai cũng mong muốn, các bạn biết học đó là mở phòng tại nhà à. Ví dụ như trong trường hợp các bạn học điều dưỡng thì các bạn sẽ mở dịch vụ y tế tại nhà, mà các bạn sẽ mở những cái dịch vụ y tế tại nhà. Thì chúng ta thấy là gì, muốn mở dịch vụ y tế tại nhà, ví dụ như em nhỏ đó mà em ít tiền thì em mở những cái dạng như là thay băng rồi làm những cái dịch vụ chăm sóc đồ tại nhà thôi. Bắt đầu em có nhiều tiền tí thì em sẽ làm gì, em sẽ mở lớn hơn, em sẽ mở lớn hơn. Ví dụ như em sẽ mở cái gì, em sẽ có quầy thuốc bên cạnh, em thuê gì cũng đứng được không ha, để mở phòng khám ra được chưa các bạn. Đó là tùy theo mức độ các bạn có tiền hay không có tiền. Như vậy thì trong trường hợp mà một bệnh nhân họ bị tâm thần cũng vậy các bạn à, họ sẽ có những cái gọi là cũng họ cũng ước mơ mà các bạn, nhưng mà những cái ước mơ của họ nó hơi viển vông một tí xíu được không ạ. Những cái ước mơ họ vơ viển vông tí xíu, ví dụ như đơn giản là gì, họ ước mơ là họ sẽ lên mặt trăng để họ đem của hàng xuống kiểu bạn ha. Họ ước mơ họ lên mặt trăng để họ đem của hàng xuống, sao đem mặt trăng là chỉ có của hàng trên đó, làm cho có chú cụ trên đó, nhưng mà họ sẽ làm mọi thứ, họ sẽ làm mọi hành động để họ có thể đưa của hàng xuống được cho các bạn ha. Như vậy là gì, họ dẫn đến là họ sẽ có những cái hành động nguy hiểm cho chính bản thân họ, hoặc là gì các bạn tốn tiền cho người thân, tốn tiền cho gia đình, và nhiều khi là gây nguy hiểm cho những người xung quanh nữa. Nên bắt đầu làm gì các bạn, chặn lại được không ạ. Những người xung quanh sẽ chặn lại. Như vậy dẫn đến là gì các bạn, họ sẽ lên cơn kích động. Đó lý do tại sao giống như cô nói rồi, khi chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần là chúng ta cũng phải hơi hơi theo hướng của họ luôn. Khi chúng ta chặn họ lại một cái là gì các bạn, nó sẽ lên trên kích động được không à. Nhưng bây giờ nó cứ giờ tôi muốn lên cung trăng đó, tôi lấy chỉ hàng xuống, chứ giờ chuẩn bị tới Tết Trung Thu rồi, bắt đầu mình quất sự thật ra nè, mày có bị điên không vậy, làm như có chỉ hàng nào trên đó tầng đất với đá không à, nó sẽ lên cơn kích động đó các bạn được không à. Nên đó là những cái mà người ta nói là gì, có khả năng lên cơn kích động và phản ứng, hoặc là gì các bạn, đó là do xúi dục như hồi nãy cô nói đó các bạn. Nên hiện tại bây giờ là các bạn thấy là gì, cái khả năng xúi dục là nó có rất là nhiều là do đâu. Ví dụ như trên hình ảnh tụi em thấy ha, chơi game đâu không ai, chơi game rất nguy hiểm, đó là nó sự thật. Ví dụ như mà lớp mình những bạn nào đang ghiền game hãy nên bỏ đi đúng không à, hãy nên bỏ đi, đó là sự thật được không ạ. Chúng ta hãy nên bỏ đi. À, tại vì nói chung là lâu lâu mình chơi gọi là giải trí thôi thì không sao. Còn nếu như mà bị lậm qua quá rồi thì khi các bạn lớn lên, khi các bạn tầm qua 30 tuổi các bạn sẽ hối hận. Được không ha? À? Trừ trường hợp các bạn trở thành game thủ, các bạn gọi là có những game thủ trên thế giới mà họ nói chung họ rất là giàu các bạn thì không nói. Còn ví dụ như mà mình không có khả năng trở thành game thủ rồi thì mình chơi game chỉ với mục đích giải trí thôi. Chứ còn mình mà lạm vào trong đó quá các bạn thì đến khi các bạn qua 30 tuổi các bạn sẽ hối hận. Vì cái giai đoạn mà các bạn dễ học nhất và các bạn phấn đấu nhất là cái giai đoạn mà dưới 30 tuổi đó các bạn. Được không ạ? Dưới 30 tuổi là cái giai đoạn mà gọi là gì, các bạn thu nhập tất cả những cái kiến thức rồi bắt đầu qua 30 tuổi các bạn mới nảy lên được. Còn mà dưới 30 tuổi các bạn không học gì hết là thôi xong rồi đó. Qua 30 tuổi già như tôi giờ, tôi nói các bạn vẫn học được, nhưng mà phải có cái nền phía dưới. Được không? Phải sẵn phía dưới. Được không ạ? Chứ còn học cái mới vô nó cũng được nhưng mà hơi khó các bạn. Được không ha? Mà chưa kể chúng ta thấy là gì, game bây giờ nó có rất là nhiều trường hợp thấy không, giết người vô game á. Rất là nguy hiểm ha. Rồi kích động sau stress, ví dụ như là rối loạn phân ly hoặc là rối loạn sau stress trầm trọng, nó cũng sẽ dễ dẫn đến là kích động, hoặc do thay đổi môi trường đột ngột đơn giản như chuyển viện chuyển phòng. Có rất nhiều người các bạn, đặc biệt là họ có vấn đề về tiền sử tâm thần. Tụi nó đơn giản bây giờ tụi em bây giờ thôi, mình bị bệnh mình vô bệnh viện mình nằm được không à, mà
tự nhiên khi không, ví dụ như trong trường hợp là gì, các bạn chuyển phòng thôi, đơn giản là chuyển phòng, nó chuyển từ cái phòng mà gọi là cái phòng thấp hơn, chất lượng thấp hơn mà lên cái phòng cao hơn thì còn ok, thì không à là còn ok. Chứ bây giờ mình chơi cái gì vậy các bạn, mình đang ở phòng chất lượng cao chuyển xuống mình chất lượng thấp được không à, mà trong khi đó giá tiền nó ngang nhau, như vậy mình có chịu được nó không? Không được, mình còn kích động, nó nói gì là bệnh nhân có tiền sử tâm thần. Chuyển viện cũng là một vấn đề rất là dễ mà xảy ra cái kích động các bạn được không ha. Tôi nói các bạn, ví dụ như mình đi lâm sàng là mình gặp, và tôi cũng đã gặp rất là nhiều trường hợp rồi, đó là gì, mình đang tôi thấy ví dụ tại vì nó tình trạng quá tải các bạn, nên là ví dụ như trong trường hợp một bệnh nhân họ đang nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy đúng không, đợt đó anh cô các bạn, anh cô là ở bệnh viện lúc đó là bị té xe các bạn, té xe là cuối cùng vô miền Chợ Rẫy, cái có nghĩa là khi mà nó điều trị mới có ổn tí xíu thôi các bạn, mới ổn một tí xíu thôi, cái là nó chuyển qua bệnh viện 1A, đặt hoa chuyển qua 1A, và tôi nói các bạn lúc đó là gia đình là lên là cũng làm dữ dằn lên các bạn, cũng làm dữ dằn lên với bệnh viện á, được không à, là cái động đó. Nhưng mà tại vì mình không có tiền sử tâm thần nên là mình chỉ kích động mình hơi ấy lên thôi, rồi sau đó là mình sẽ xuống chứ mình không gây nguy hiểm cho ai hết được không ạ à? Mà trong khi đó mình là người bình thường các bạn, tức là chúng ta thấy là gì, mình đang ở bệnh viện Chợ Rẫy, mình đang được điều trị gọi là tâm lý mà các bạn, ở đó là mình cứ nghĩ là gì, Chợ Rẫy là bác sĩ rất là giỏi được không à, rồi lỡ mà có xảy ra biến chứng gì thì họ cũng xử trí được liền. Còn bây giờ chuyển qua 1A thì chúng ta thấy là gì, hiển nhiên là bên này nó sẽ không bằng bên Chợ Rẫy được, tâm lý người dân họ sẽ là như vậy được không ha, mà chỉ cần ổn tí cái chuyển qua bên này, rồi sau này khi mình mới biết rằng là gì, tại vì Việt Nam mình quá tải, bây giờ mình có thể chờ bệnh nhân gần hết bệnh rồi mới cho bệnh nhân xuất viện, thì lúc đó Chợ Rẫy nó chỗ đâu nó chứa các bạn được không, nó quá tải nè. Nên các bạn đi bệnh viện Chợ Rẫy các bạn thấy đặc trưng đúng không ạ, nó chỉ có nặng mới nằm ở đó thôi, còn mình chỉ cần hơn ổn tí bắt đầu nó chuyển đó, mà ví dụ như là từ tuyến dưới đây, từ tuyến dưới trở lên đây chỉ cần hơn ổn tí là nó sẽ chuyển lại trở về tuyến dưới được không à, chứ không để hết lại tuyến vậy tại vì đang quá tải, thì cho các bạn ha. Đó, nên là chúng ta thấy là gì, đó là những cái một số ví dụ mà cô nói là gì, chỉ cần thay đổi những cái môi trường đột ngột nó cũng sẽ dẫn tới kích động cho bệnh nhân, để trong trường hợp bệnh nhân bị tâm thần. Đúng hoặc ví dụ như là gì, trong trường hợp những bệnh nhân họ bị tâm thần phân liệt, là hôm trước mình học rồi, tâm thần phân liệt là một cái bệnh nặng 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 nhất trong tất cả các thể của bệnh tâm thần đúng không, thì nhiều khi là gì các bạn, đó là sao ạ, nhiều khi là họ xuất hiện cách đột ngột, nhiều khi không có kích động gì hết mà tự nhiên động nó cũng làm gì các bạn, nó cũng lên kinh kích động luôn được không ạ à? Nên đó lý do tại sao họ nói là bệnh tâm thần là phải uống thuốc thường xuyên là như vậy, các bạn phải theo dõi được không ạ à? Và thường những dạng tâm thần phân liệt này là sẽ ở trong bệnh viện tâm thần luôn, hoặc là có thể là xuất hiện sau những cái nhiễm trùng nhiễm độc những vân vân thì nó cũng xuất hiện cái kênh kích động lên. Rồi do rượu bia này nọ ha. Rồi như vậy thì khi mà bắt đầu kênh kích động thì chúng ta sẽ làm gì, đó là chúng ta sẽ đưa họ vô bệnh viện được không à? Chúng ta sẽ đưa họ vô bệnh viện, rồi bắt đầu là gì, đối với mình là nhân viên y tế mình sẽ làm cái gì, đó là mình sẽ hỏi người nhà nguyên nhân lý do tại sao kích động được không à? Chứ lúc đó bệnh nhân họ kích động rồi mà mình đâu có làm gì được. Như vậy chúng ta lý do tại sao chúng ta phải biết được nguyên nhân kích động để từ đó chúng ta giải quyết. Ví dụ như bây giờ cô đúng không, cô đang ví dụ cho tụi em dễ hiểu ha, ví dụ như bây giờ cô đang chửi nhau với chồng cô lên cơn kích động, tôi giả sử như vậy, thì như vậy cái nguồn kích động của cô là chồng cô được chưa, như vậy cái nguồn kích động của cô là chồng cô. Như vậy trong trường hợp nhân viên y tế họ tới được không, mà họ sẽ hỏi người nhà của cô, người ta sẽ hỏi là lý do tại sao nó kích động, thì bắt đầu làm gì các bạn, để chúng ta làm gì các bạn, ngăn ngay cái đường kích động đó đi được không à? Giống như là chúng ta tiêm thuốc và lên sốc phản vệ, thì trong trường hợp một bệnh nhân mà sốc vệ do thuốc thì chúng ta cái điều đầu tiên là làm gì các bạn, ngưng ngay đường tiếp xúc với dị nguyên. Thì bây giờ trong trường hợp bệnh nhân tâm thần cũng vậy các bạn, chúng ta biết được nguyên nhân kích động thì chúng ta làm gì các bạn, cắt ngay cái nguồn kích động đi. Bây giờ hả đang chửi nhau quá trời chửi, bệnh nhân lên cơn kích động rồi mà cái bà bên kia bà cứ thế bà chửi tiếp lấy gì, nó không xảy ra án mạng được chưa các bạn ha. Nên là lý do tại sao con nói là gì, cắt ngay cái đường kích động đi. Cái tiếp theo là gì các bạn, đó là chúng tùy theo trường hợp người ta kích động do cái gì mà chúng ta sẽ có những cái liệu pháp tâm lý thích hợp để ổn định, mà những cái liệu pháp tâm lý hoặc là gì các bạn, chúng ta phải sử dụng tới thuốc được không à, chúng ta phải sử dụng tới thuốc. Ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân quá kích động là chúng ta sử dụng là gì các bạn, ví dụ như là thuốc Sedusen, thuốc ngủ đó các bạn được không ha, hoặc là aminazin vân vân, đây là những loại thuốc mà chúng ta sẽ đi lâm sàng chúng ta sẽ thấy thấy sử dụng cho trường hợp những bệnh nhân mà họ quá kích động được không à. Rồi trong trường hợp mà bệnh nhân họ kích động thì chúng ta sẽ quản lý ở đâu, phòng cách ly, nguyên tắc là vậy các bạn. Tại vì lý do tại sao, vì chúng ta thấy là gì ạ,
ở bệnh viện ở ngoài bệnh viện tâm thần, các bạn đặc trưng nha. Nếu trong trường hợp nó là một bệnh viện tâm thần riêng thì mình không nói, nhưng mà trong trường hợp nó là một khoa tâm thần trong một cái bệnh viện của tỉnh hoặc bệnh viện của thành phố thì chúng ta thấy đặc trưng là cái khoa tâm thần là cái khoa nó thường hay đặt ở cuối bệnh viện. Cái thứ hai đó là gì các bạn biết không, nó rất là rộng, thoải mái, cây cối nhiều. Ví dụ trên hình ảnh tụi em thấy là một cái bệnh viện tâm thần đó, được không ha? Thì đặc trưng của bệnh viện tâm thần đây là đó là nó sẽ phân loại bệnh ra và nó nhốt riêng. Trong trường hợp những cái thằng mà nó kích động là phải nhốt riêng, tại vì sao, nó có gọi là kích động dây chuyền đó các bạn. Nhiều khi chẳng hạn bây giờ cô cũng bị, ví dụ cô giả sử cô bị cũng bị tâm thần này, rồi Phú Văn Lành cũng bị nè, Nguyễn Tín Ngữ cũng bị nè, Quỳnh Anh cũng bị nè, còn mà giả sử như vậy ha. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ bốn đứa này, bây giờ tôi với ba bạn vừa rồi được nhốt chung phòng bình thường không sao cả, nhưng đùng cái gì các bạn, tôi lên cơn kích động thì lập tức phải làm gì các bạn, nhốt tôi riêng ra một phòng, được không ha? Tại vì nếu trong trường hợp mà mình không nhốt riêng ra, mình không cách ly ra thì sẽ dẫn đến hiện tượng là gì các bạn, đó là ba tên còn lại của lớp các bạn nó cũng lên cơn luôn, được không ha? Lên cơn lây truyền các bạn, được không ha? Nên là nguyên tắc là phải cách ly những người kích động ra. Còn nếu trong trường hợp họ ở nhà thì chúng ta sẽ dùng xe để chuyển họ đi, thì người ta nói là gì đó là dùng xe chuyên dùng, xe chuyên dùng, nhưng thực ra là gì các bạn, nếu được đó là chúng ta sẽ kêu xe cứu thương đó, được không ạ? Rồi lúc đó là gì, chúng ta báo để nhân viên y tế họ biết, họ xuống họ chích cho phát thuốc rồi đưa vô. Còn nếu trong trường hợp không có thì sao các bạn, thì bắt buộc tìm tìm mọi cách, được không ạ? Tìm mọi cách để chúng ta đưa họ vô bệnh viện để không nguy hiểm tới cộng đồng, được không ạ? Thì ví dụ như các bạn thấy là mình nói trên lý thuyết là phải kêu người có chuyên môn tới trấn an tâm lý, rồi sau đó nó sẽ đưa họ tới bệnh viện, được không ạ? Nhưng mà thực tế ngoài lâm sàng sẽ có một số phần, được không ạ? Sẽ có một số chúng ta thấy là mà chúng ta không có làm theo đúng như những gì chúng ta học. Chúng ta học là khi mà bệnh nhân họ họ kích động như vậy á thì chúng ta không được trói tay trói chân của bệnh nhân lại, được không ạ? Xin lỗi các bạn, đợi cô tí. Vậy thì chúng ta thấy là gì ạ? Nguyên tắc là trong trường hợp bệnh nhân họ kích động, họ lên cơn co giật là chúng ta không có buộc buộc tay buộc chân của họ lại. Như vậy tại sao? Như vậy nó sẽ gây tổn thương cho bản thân người bệnh đi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thấy là gì, thực tế ngoài lâm sàng chúng ta thấy có những trường hợp mà bệnh nhân họ lên cơn kích động như vậy, bắt buộc chúng ta phải làm gì các bạn, trói tay trói chân lại, chúng ta làm gì, chở họ đi, là không ha? Vì lúc đó là nhiều khi là gì các bạn, đâu có thuốc an thần kinh đâu chích cho họ, rồi gì các bạn, dùng phương pháp tâm lý cũng không không được luôn, không hả? Đâu phải cái trường hợp nào chúng ta cũng dùng biện pháp tâm lý được đâu các bạn. Đang cầm dao nó dí chạy vòng vòng vậy á, bây giờ mình tới ê đừng cầm dao nữa, đừng giết người đó, không nó đâu nghe các bạn, nhiều khi tới khoan chúng ta luôn sao, được không ạ? Nên là tùy theo mỗi trường hợp mà chúng ta sẽ có cách xử trí như thế nào. Như vậy cách phòng bệnh của mình của để kích động là gì, đó là uống thuốc dự phòng đều đặn như nghe cô nói ngay từ đầu rồi, được không ạ? Đó là chúng ta phải uống thuốc dự phòng đều đặn, rồi tư vấn cho gia đình cộng đồng trong việc phòng quản lý chăm sóc hỗ trợ người bệnh. Ví dụ như các bạn thấy đây là gì, đó là nguyên tắc muốn là họ không lên cơn đó là gì, thứ nhất là uống thuốc, đúng không, thứ hai là theo dõi, thứ ba là gì các bạn, là phải cho họ có việc làm, đúng không? Như bản thân chúng ta như này các bạn, cô nghĩ đơn giản. Đơn giản như bản thân chúng ta thế này nè, khi mà chúng ta có việc làm, ngày nào chúng ta có việc làm thì chúng ta sẽ không nghĩ lung tung, sẽ không có thời gian nghĩ lung tung đâu các bạn, được không ạ? Như vậy khi chúng ta làm việc làm nhiều thì chúng ta sẽ không có thời gian nghĩ lung tung. Chưa kể các bạn thấy không, có nhiều khi có những nhà nghiên cứu họ chỉ ra rằng các bạn làm công việc nhà, các bạn làm công việc nhà nó cũng giúp cho các bạn giảm stress đó, không ha, nó cũng giúp cho các bạn giảm stress đó các bạn. Nên là lớp mình hiện tại bây giờ bạn nào mà chưa biết làm việc nhà gì thì thôi mình cố gắng mình tập đi hỉ, được chưa? Làm nhiều quá thì nó sẽ mệt, làm nhiều quá nó cũng sẽ mệt các bạn, nhưng mà mình làm những cái việc đơn giản được không ha? Mình nhiều khi ví dụ như bây giờ đang dịch bệnh nè các bạn, ngoài thời gian học ra các bạn nấu cơm nè, các bạn lau nhà cho các mẹ các bạn nè, đúng không? Thì nó cũng là một phương pháp để chúng ta giảm stress, các bạn người ta nghiên cứu họ thấy là như vậy. Chứ chúng ta chỉ có ngồi không, có ăn chơi không, chúng ta làm việc liên tục không cũng không tốt. Người ta nói là gì? Mình phải có nghĩa là mình làm việc kiếm tiền là một chuyện, nhưng mà mình cũng nên tham gia vào có công việc của nhà của mình, các bạn nấu cơm rửa chén này nọ nó cũng khá tốt. Thì như vậy trong trường hợp một bệnh nhân họ bị tâm thần cũng như vậy các bạn, ví dụ như họ không làm được những công việc mà nó gọi là yêu cầu trí óc nhiều quá, yêu cầu sự khéo léo nhiều quá, thì chúng ta có thể cho họ nấu cơm, được không ai, cho họ nấu cơm, cho họ quét nhà, cho họ lau nhà, những việc đó họ hoàn toàn có thể làm được,
đó mà. Dĩ nhiên là chúng ta phải giám sát là, tùy cái trường hợp của bệnh nhân, tùy theo mức độ bệnh của bệnh nhân, chứ không coi chừng kêu kêu nấu cơm xong về nhà thấy cháy luôn cái nhà đó các bạn. Đúng mà. Rồi, tình trạng tiếp theo chúng ta cần phải cấp cứu này là gì? Đó là tự sát. Để cho các bạn ha, đó là tự sát. Thì như vậy chúng ta thấy là gì? Trong trường hợp tự sát là gì? Đó là bất kỳ một cái sự hủy hoại nào mà gây đến mục đích hủy hoại chính bản thân, hủy hoại chính bản thân. Thì nếu như bệnh nhân họ chết thì được gọi là tự sát. Còn nếu như bệnh nhân không chết thì được gọi là toan tự sát. Được chưa? Như vậy thì xin lỗi các bạn, nghe đợi cô tí nha. Đứa nào vẽ cái gì lên đây không biết. Giống bữa trước tivi có lên cái vụ mà nhảy cầu đúng không cô? Để cầu gì em? Đi khám bệnh tâm thần á, nó nhảy cầu á cô. À vậy hả? Cô chưa đọc cái vụ đó nữa em. Đúng rồi, thì tự sát thì không chỉ có mỗi một bệnh nhân tâm thần không đâu, mà hả, kể cả bình thường là những người bình thường họ cũng sẽ có tự sát, đúng không? Nhưng mà cái tỷ lệ bệnh nhân mà họ bị bệnh tâm thần họ tự sát nó sẽ có khả năng là cao hơn là những bệnh nhân khác. Thì các bạn thấy là gì? Người ta nghiên cứu thấy, các bạn thấy không? Đây là những chỉ số về dịch tễ học của những người tự sát, cái này là nghiên cứu lâu rồi các bạn. Hiện tại bây giờ nó còn tăng hơn các bạn, đặc biệt là ví dụ như bây giờ các bạn thấy là ảnh hưởng bởi dịch Covid đó, được không ạ? À? Bởi ảnh hưởng bởi dịch Covid thì chúng ta thấy là cái bây giờ họ nghe thấy dịch Covid bắt đầu là nó ở Sài Gòn các bạn. Sài Gòn bây giờ mà nghe nó dịch của bệnh Covid thì họ thấy cũng bình thường nữa các bạn. Không mới tới mức độ giống như là như ngày xưa nữa. Được không ạ? À? Tại vì thật ra chính xác bây giờ là ở Sài Gòn bây giờ là đa phần tất cả bây giờ là tất cả mọi người họ đã tiêm vaccine hết rồi các bạn. Được không ạ? À? Nếu như đúng hiện tại bây giờ là tiêm vaccine toàn bộ hết rồi đó các bạn. Trừ trường hợp dưới 18 tuổi thôi. Trừ trường hợp dưới 18 tuổi là chưa tiêm vaccine các bạn, được không? Mà sắp tới đây cũng sẽ tiêm. Chứ còn trên 18 tuổi là toàn bộ là ít nhất là tiêm mũi một rồi các bạn, được không ha? À, thậm chí cô thấy là những người xung quanh cô đây họ tiêm hết mũi hai lâu rồi đó các bạn, được không? Mà mặc dù họ chỉ là làm nghề ve chai rồi họ đi buôn bán đầy đỏ thôi đó, nhưng mà họ cũng tiêm vaccine hết rồi các bạn, được không ha? Như vậy thì chúng ta thấy là gì ạ? Lý do tại sao người ta tự sát nhiều, ví dụ trên hình ảnh tụi em thấy không ạ? Đó là ví dụ như nghiên cứu ở Singapore đi, thì cái người gốc Hoa nó chiếm tới 88% trong tỷ lệ tự sát. Đây điều này có nghĩa là gì các bạn? Đó là do áp lực của cuộc sống. Áp lực của cuộc sống sẽ làm cho chúng ta tự sát, được không ạ? Rồi, đầu tiên là tuổi. Thì nguy cơ tự sát nó sẽ tăng theo tuổi và tăng cao ở lứa tuổi. Tăng cao lứa tuổi sau 50. Được không ạ? À? Tăng cao ở lứa tuổi sau 50. Ví dụ như trên hình ảnh của tụi, xin lỗi các bạn không có hình ảnh. Thì lý do tại sao sau 50 nó lại tự sát cao? Chúng ta nghĩ đơn giản thế này. Ví dụ tụi em bây giờ mới có 20, 21 tuổi. Không à? Cô lấy cái con số chung nha, thì lớp mình là tầm khoảng 21 tuổi là cao chứ. Tụi em năm 3 thì khoảng 21 tuổi mày. Không à? Thì tầm khoảng 20, 20, 21, 22 vậy đó. Được không ạ? À? Lứa tuổi còn rất là trẻ. Như vậy là gì ạ? À? Bây giờ tụi em học điều dưỡng xong đúng không? Tụi em học cao đẳng xong rồi, bắt đầu là tụi em sẽ học lên đại học, được không ạ? À? Ví dụ như những đứa nó chờ sao mình không hợp với ngành điều dưỡng miếng nào hết, rồi tụi em có thể học văn bằng hai, tụi em học 2 năm tụi em sẽ có một cái bằng khác, được không ạ? À? Hoặc bắt đầu là chung quy là tụi em có khả năng là tụi em làm lại, được chưa? Rồi sau đó là gì? Có nhiều bạn là khởi đầu với kinh doanh, khởi đầu với kinh doanh có nhiều bạn là sẽ thành công, nhưng có một số bạn là nghiệp đầu là vỡ nợ và bắt đầu nợ vài tỷ gì đó, được chưa? Nhưng mà thường ở lúc trẻ chúng ta sẽ không tự sát, vì lý do tại sao? Chúng ta nghĩ là gì? Đời còn dài, đời còn dài mình có thể làm lại được. Rồi ví dụ trong trường hợp bây giờ tuổi của tụi em với tuổi của cô đi, được không? Cùng là ở tỉnh lên, à, mình lên thành phố mình sống, mình lên thành phố mình làm việc, cha mẹ thì không giàu có, được không? À, cha mẹ không giàu có, không cho gì cả, nên là gì? Mình tự mình phấn đấu, mình có thể mua nhà hoặc mua chung cư ở thành phố, được không? À, mình ở trọ mình sẽ thấy nó bình thường. Ví dụ như lứa tuổi của tôi và các bạn bây giờ mới lên thành phố thì mình ở trọ là mình thấy mình bình thường. Tại vì sao? Mình còn trẻ, từ từ mình làm, mình có tiền, mình mua nhà sau, mua chung cư sau cũng được, không sao. Nhưng bây giờ các bạn tưởng tượng các bạn sau 50 tuổi đi. Sau 50 tuổi, các bạn thấy là gì? Sau 50 tuổi bắt đầu là gì các bạn? Công ty phá sản. Được chưa? Công ty phá sản. Rồi bắt đầu là gì? Có những trường hợp gì các bạn? Con chết. Con chết. 50 tuổi đẻ gì được lại nữa các bạn. Ví dụ khi mà các bạn 20, các bạn 30 tuổi, được không ạ? À? Lỡ trong trường hợp mà có một bệnh nhân là gì các bạn, đó là con họ mất, họ cũng sẽ rất đau buồn các bạn, đau buồn cực kỳ. Nhưng mà sao họ còn trẻ,
họ có thể đẻ thêm một đứa khác. Nhưng trong trường hợp trên 50 tuổi đẻ gì nữa các bạn, không thể nào đẻ được nữa, rất khó, đặc biệt đối với nữ giới, được không ạ? À? Rồi trường hợp viên bạc sau 50 tuổi bắt đầu mới làm gì, mới bắt bị đầu, lúc đó là trước đó là họ hoàn toàn mình, họ sống trong sung sướng rồi nọ, tới 50 tuổi sau đó họ lại bị vỡ nợ, lúc đó làm lại được gì nữa các bạn, rất khó, được không ạ? À? Lâu lâu chúng ta đọc có một câu chuyện là gì, 70 tuổi cái bà gì tỷ phú đó, 70 tuổi mới mới bắt đầu là ra tù rồi sau đó mới làm lại, rồi bao nhiêu tuổi là trở thành lại tỷ phú các bạn, trời ơi cả thế giới chắc được có mình bà đó, được không ạ? À? Rồi sau đó là gì, các bạn sau 50 tuổi là các bạn thấy là gì ạ? À? Lúc đó bắt đầu tuổi các bạn bắt đầu về hưu, đó mà các bạn về hưu bắt đầu lúc đó là các bạn sẽ bắt đầu có dâu có rể này nọ, các bạn đâu đi làm, ở nhà không à, ở nhà không, bắt đầu là gì, con cái đi làm cả ngày, có mình các bạn phụ thuộc ở nhà. Bây giờ thì các bạn có thể làm gì ạ? À? Chat Zalo, chat Facebook, chơi TikTok đồ lùng nọ các bạn, đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng các bạn thấy không, sau 50 tuổi mà bây giờ chẳng lẽ giờ đó tóc thì bạc phơ đi rồi, được không à, chẳng lẽ giờ đăng lên TikTok đăng cái gì, ai xem các bạn ha. Đó rồi lúc đó là gì, các bạn lướt phay lướt đồ nó cũng không còn nữa các bạn. Rồi chưa kể chúng ta sẽ có một cân như thế này nè, đó là các bạn để ý thấy không, ba mẹ ngày xưa, ba mẹ của mình á, chẳng hạn bây giờ các bạn sử dụng phần mềm này rất là nhiều, các bạn sử dụng những phần mềm rất là nhiều, rồi các bạn có rất là nhiều ứng dụng, nhưng ba mẹ các bạn nhiều khi là không biết, đó là nó thiệt. Ví dụ nó đơn giản như là gì các bạn, ví dụ như quét mã QR nè, được không ạ? À? Rồi thanh toán trực tuyến nè, được không, các bạn thanh toán trực tuyến nè, quét thẻ này nọ, nhiều khi có một số ba mẹ của lớp mình ở đây mà lớn tuổi mà ở quê làm gì biết mấy cái đó, sao tiền mặt không à, làm gì biết mấy cái đó các bạn, được không ha? À? Rồi sử dụng phần mềm này phần mềm nọ, rồi kết nối tivi với internet này nọ, đâu biết đâu các bạn, được không ha? À? Thì nói gì là bà, các bạn tưởng tượng một ngày đẹp trời đó, một ngày sắp tới đây chúng ta bắt đầu qua tuổi 60 70 đi, thì chúng ta cũng sẽ bị lạc hậu trong chính cái xã hội của chúng ta luôn. Như vậy là gì các bạn, nó sẽ tăng cái stress lên, và lý do tại sao họ nói là gì, cái lứa tuổi càng lớn thì cái tỷ lệ là tự sát nó sẽ cao lên. Ở giới thì nam tự sát nhiều hơn nữ, còn nữ thì toan tự sát cao hơn nam. Điều này có nghĩa là gì các bạn, nam rất là gan dạ, tự tử một phát là chết luôn, đúng không ạ? Nam rất là gan dạ, tự tử cái chết luôn. Nhưng lại nữ thì sao các bạn, nhát gan chứ gì nữa, nữ thường hay nhát gan, chết cũng phải suy nghĩ chết sao cho đẹp, đúng không? Nên các bạn đọc những trường hợp mà nam tự sát, các bạn thấy nó nhảy từ cái lầu bao nhiêu tới lầu bao nhiêu một phát chết liền. Chứ còn nữ thường hay chơi chiêu gì các bạn, uống thuốc ngủ thì gì nữa các bạn, cắt tay, đúng không? À? Cắt tay nhưng cũng không đủ can đảm để cắt thật sâu, cắt nhẹ nhẹ thôi, ngâm mua nước, cuối cùng là gì các bạn, họ phát hiện kịp thời ra cứu sống, phát hiện kịp thời ra cứu sống thì gọi là gì các bạn, toan tự sát. Đó là chúng ta không cần học, chúng ta nghe cô phân tích vậy chúng ta cũng tự hiểu bài tự thuộc luôn ha. Rồi mùa thường tự sát vào mùa xuân và ngày nghỉ cuối tuần, tại vì sao, mùa xuân là mùa gì các bạn, là mùa họp mặt. Cuộc sống bây giờ chúng ta thấy là gì, cuộc sống bây giờ nó làm cho không còn cái Tết xưa nữa, đó là sự thật các bạn. Ví dụ như mà cô vẫn còn nhớ hồi nhỏ các bạn, hồi nhỏ tôi nói các bạn Tết mà cái thời của tôi là cái thế hệ 8X các bạn, thì có rất là nhiều điều vui, là mọi người nào là vô để làm bánh, một bạn nào đó còn đang để loa ta, rồi như vậy thì chúng ta thấy là gì ạ? Trong trường hợp một ngày Tết của tôi ngày xưa đó các bạn là gì ạ? Đó là làm bánh gói, mọi người sum họp lại nè, là gói bánh tét nè, rồi gói bánh chưng tùy theo vùng các bạn, được không ha? Rồi làm bánh ít bánh gai nè, được không? Rồi làm rất là nhiều bánh. Cô vẫn nhớ hồi xưa ngoại của cô tôi các bạn, trời ơi, hồi đó tôi thích Tết đó bạn, hồi đó tôi mới có tầm có 3 4 tuổi thôi, trời, bà ngoại làm quá trời bánh luôn các bạn, được không ha? Rồi giết gà giết heo, rồi chỉ mong đến Tết để được mặc đồ mới nữa các bạn, được không ha? Còn bây giờ chúng ta thấy không ạ, cuộc sống bây giờ thứ nhất là các bạn thấy là gì, đồ mới mua quanh năm, nên đâu phải là cứ đợi đến Tết mặc đồ đẹp, được không ạ? À? Rồi cái tiếp theo là gì các bạn, có nhiều cái, những cái phong tục ngày xưa nó đã dần bị biến mất đi. Ví dụ như là gì các bạn, gói bánh tét á, gói bánh tét bánh chưng á, bản thân tôi giờ đâu biết gói, mẹ tôi gói đâu các bạn, được không ạ? À? Chúng ta mai một dần đi. Rồi tiếp theo là gì, đó là ngày trước bạn xong Tết là bắt đầu chúng ta sẽ được nghỉ nghỉ rất là nhiều, rồi sum họp với gia đình, nhưng bây giờ rất là ít các bạn rất là ít, vì đa phần các công ty ví dụ như họ thường cho nghỉ không quá một tuần, được không ạ? Còn đặc biệt trong ngành y của mình nữa các bạn, Tết nhất kệ các bạn vẫn phải trực bình thường, các bạn vẫn phải trực bình thường. Nên là khi mà các bạn đã dấn thân vô ngành y rồi và các bạn quyết tâm là các bạn không làm tại quê nhà, tại nơi ba mẹ của các bạn ở, thì tôi nói các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng là em sẽ được ăn Tết ở nhà đâu nha. Năm nay sẽ là năm ba đúng không, năm nay sẽ là năm cuối cùng mà em sẽ được ăn Tết cùng ba mẹ đó, đúng không? Rồi sau đó là gì, bắt đầu khi các bạn dấn thân vô, các bạn đi làm rồi, tôi nói là gì các bạn, sẽ có năm có và sẽ có năm không. Đôi khi là các bạn biết không, có nghĩa là nhiều khi là năm nay mùng 1 em được về quê, nhưng năm sau cái tới mùng 10 em mới được về quê,
Được không? Em sẽ không còn ăn cái Tết trọn vẹn với ba mẹ nữa như là năm nay nữa đâu. Đã bắt đầu khi em ra trường đi làm em sẽ thấy nó không còn trọn vẹn đâu các bạn, được không à? Không phải muốn nghỉ là nghỉ đâu. Nhiều khi có nhiều người nói là gì? Em đổ trực, được không à? Đâu phải đơn giản mà đổ trực các bạn, ai cũng muốn nghỉ Tết đó mà. Đó mà nên rất là khó, đặc biệt khi chúng ta tham gia vào ngành y ha. Ngành y ngành khác cũng vậy các bạn. Không phải riêng ngành này đâu, có rất nhiều ngành mà họ cũng phải trực gác rồi nọ các bạn. Đúng mà. Nên là họ nói tại sao tự sát thường hay mùa xuân cũng vậy. Chưa kể những nước ví dụ như họ chuyển dịch công nghiệp ví dụ Trung Quốc được rồi các bạn nghe đúng không? Làm công nhân đó. Bây giờ chẳng lẽ cả ví dụ trong trường hợp mà em ở quê xa đi bây giờ hả em làm nguyên một năm trời em dư đâu được có ba bốn chục triệu đúng mà thì sau khi trừ ăn uống nhà trọ này nọ hết con cái nọ xem dư cao lắm có ba bốn chục triệu bây giờ em về quê phát hết sạch tiếc tiền không tiếc mà trong khi đó mình chưa có một gì trong tay cả nên là sao các bạn bắt đầu khi mà đi xa quê có gia đình mà em làm không nhiều tiền nữa thì không phải năm nào em cũng sẽ về Tết như vậy thì ai các bạn ông bà ở nhà sẽ buồn đó mà bố mẹ già ở nhà sẽ buồn và khi họ buồn như vậy thì sao các bạn nguy cơ cao họ sẽ tự sát được không à đó là những lý do tại sao người ta nghiên cứu về bên thống kê bên cái dịch tễ học họ thấy như vậy các bạn rồi những người sống xa lánh xã hội sống cô độc nam giới lớn tuổi như vậy thì nghe cái điều này có nghĩa là gì các bạn con trai hãy nên có gia đình được không à nên là họ ví dụ như nữ các bạn độc thân thì không sao cả nên các bạn thấy là nhiều khi trên mạng họ thấy không nữ mà có chồng thì nhìn thấy ghê nữ ly chợ với ly dị chồng một phát là gì các bạn trở về cuộc sống vẫn đẹp sao nhưng ngược lại nam giới lại khác nha nam giới thì lại khác đó nha các bạn được không à tại vì thực tế một điều mà nói là gì các bạn đó là hiển nhiên không phải tất cả nhưng mà đa phần nam giới khi có vợ vô tất cả đều đẹp lên hết được không à vì các bạn sẽ được người phụ nữ các bạn chăm lo được không à và khi chia tay thì cái người nam giới họ có nghĩa là khi mà em tuổi trẻ thì em sẽ cảm thấy rất là ok nhưng mà khi về già rồi các bạn thì cái khả năng tự chăm sóc của nam nó cũng sẽ không bằng nữ được nên đây là lý do tại sao nam giới mà độc thân mà lớn tuổi thường hay có tự sát được mà nên lớp mình có những anh nào nam đây ta Nghĩa nè Thả Lành nè ai đây nhỉ nhiều mà lớp mình rất là nhiều nam ha rồi chẳng hạn như thà lớp trưởng của lớp 5 là cũng là nam nè rồi chẳng hạn như là Nguyễn Tín Dũng nè Nguyễn Tín Dũng có đây không em Nguyễn Tiến Dũng đâu rồi? Có em cô Em có bầu cho em. em chưa Dẹp sao không? Vậy thì giờ sao học cô xong bài không? Thì vậy thì giờ học xong bài này lập tức là phải đi có người yêu liền nha. Rồi. biết bạn Dũng phái nam thiệt không cô? Sao em? Lỡ bạn Dũng không phái nam thiệt rồi sao cô? Thì không không phải nam thiệt thì cũng đâu có sao. Thì đi kiếm nam yêu cũng được. Được không cô nói kiếm bồ mà có đâu nói kiếm bồ là nữ hay nam đâu được không à đó được chưa ha miễn là gì các bạn tức là họ nói là nên là có nghĩa là nhiều khi là tuổi trẻ mà các bạn chẳng hạn như tôi lấy chồng cũng trẻ mà các bạn được không à thì tuổi trẻ mình sẽ thấy rằng là có gia đình đó là rất là phiền phức thật các bạn nên là hiện tại bây giờ các bạn thấy tỷ lệ độc thân cao là vậy các bạn độc thân khá là cao nhưng mà thường là nữ nữ độc thân sẽ nhiều được không à nữ độc thân thì nó cũng không sao cả với lại cộng thêm các bạn biết nữ nó có một đặc quyền là gì không nữ các bạn độc thân nhưng mà các bạn có thể có con là mẹ đơn thân được các bạn đi thụ tinh nhân tạo đó các bạn vẫn có con được nhưng mà nam độc thân thì có con kiểu gì trừ trường hợp các bạn sinh con nuôi đúng không tại vì nam các bạn đâu sinh đẻ được đâu bạn mang nhân nữ các bạn vẫn có thể sinh đẻ được các bạn đi thụ tinh nhân tạo như vậy đứa con nó vẫn là con của bạn còn nam thì đứa con nó không phải là con của em đúng không trừ trường hợp là thứ nhất là các bạn sinh con nuôi thứ hai là các bạn biết không mang thai hộ đó mà mang thai hộ thì cái thủ tục nó hơi rắc rối đó không phải đơn giản đâu được không à thì cái đó là nhưng mà không phải người nào cũng giống nhau tức là giống như cô nói là gì đây là một cái nghiên cứu về dịch tễ học thôi được không à chứ không phải là tất cả đều giống nhau rồi nha các bạn rồi những người bệnh nặng ung thư hoặc là giai đoạn đầu xét nghiệm HIV bị dương tính được không à thì những cái trường hợp là các bạn thấy là gì ví dụ như bệnh nặng thì người ta sẽ cảm giác là gì các bạn trở thành gánh nặng của gia đình trở thành gánh nặng của gia đình nên là họ sẽ tự tử nên đợt cách đây vài năm các bạn có vụ là ông đó ông bị ung thư gan ông nhảy từ lầu 4 của bệnh viện Chợ Rẫy xuống tự tử đó các bạn được không à đó là phát hiện ra bệnh nặng nó cũng sẽ chết hoặc là người bị xét nghiệm HIV dương tính mới giai đoạn đầu tức là gì trong trường hợp mà mình ăn chơi đúng không mình ăn chơi mình trác táng này nọ thì mình cảm thấy là mình ung thư nó là chuyện bình thường nhưng mà có nhiều trường hợp các bạn biết không ung thư xin lỗi HIV không hề hay biết ví dụ trong trường hợp các bạn thấy là ví dụ như ngành y nè công an nè đó mà nhiều khi chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân chúng ta vô tình chuẩn bị lây nhiễm mình không hề biết thế sốc không các bạn
sốc, sốc cực kỳ sốc luôn. Tôi ăn chơi tôi bị đó là bình thường, nhưng cái này tôi vì nhiệm vụ, tôi vì công việc mà tôi bị, mà tôi cũng không biết tôi bị nhiễm từ đâu. Như vậy rất là sốc. Thậm chí có những người không làm ngành y, không hề làm công an nhưng vẫn bị HIV. Đó là các bạn biết không, đi làm móng tay móng chân á, được chưa? Hoặc là nhiều khi tôi nói các bạn vô tình lắm, được không? Rất nhiều trường hợp vô tình, nhiều khi mình đi ra đường mình đạp trúng cái đinh hay cái gì đi, mà cái đinh nó vô tình là của người HIV, người ta cũng bị đạp rồi mình cũng dính luôn, được chưa? Nên đó là những cái trường hợp mà gì các bạn, họ cũng có nguy cơ xảy ra tự sát mà họ ghi nhận lại được. Mà tiền sử cá nhân, tiền sử cá nhân ở đây thì chắc các bạn chắc nghe bố mẹ mình nói nhiều về câu này. Người ta nói là trong nhà mà có người treo cổ tự tử á, là thường hay có cái huông. Ông bà mình thường hay dùng cái từ là có huông các bạn, được không ạ? Thì tôi cũng không hiểu cái huông là cái gì. Bắt đầu là sau này khi mà đi học rồi tôi mới phát hiện đó, người ta gọi là gì các bạn, trong gia đình mà có người tự sát thì những người sau họ cũng sẽ có nguy cơ, thì cái đó gọi là tiền sử cá nhân đó các bạn, được không ha? Thì đó là tiền sử đó, trong nhà có người bị thì những người sau họ cũng sẽ có nguy cơ hơn trong gì cả. Rồi có sử những mất mát, thường là sẽ mất người thân thì cũng sẽ tăng cái nguy cơ tự sát lên, đúng không? Hoặc là trong trường hợp bị các bệnh trầm cảm nặng, các bạn biết anh chàng này không, lớp mình nè, mấy đứa trai nè, có biết ông này là Không rồi. không hả? Thì lớp này những đứa này hay 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 coi thể thao. Nữ thì nhiều khi không biết, nhưng mà tôi nghĩ chắc nam bên nào biết không ta? Lớp này giờ đông quá khó kiểm soát. Mai Tuấn Vũ có đây không em? Mai Tuấn Vũ. Có rồi. Em biết em biết cái ông ở trong hình không? Dạ không Không biết luôn hả? Rồi Ca Tuyền biết không em? Dạ. Ca Tuyền, Ca Tuyền đâu? Dạ không cô. Dạ cũng không đâu. Nhưng ông này người Mỹ đúng không cô? người Mỹ. Tôi hỏi biết tại sao cô hỏi với bạn không? Vì lý do là biết sao lúc đó lúc lúc mà cô mới đọc cái bài báo này á thì cô biết ông này, nhưng mà biết sao lâu quá rồi cô cũng quên không nhớ ổng là ai các bạn. Đúng không? Tức là ví dụ như thế này nè các bạn, nhiều khi ông bà mình xưa mình nói là có câu là gì? Ở trong trăng có biết trăng có giận các bạn. Đó là có mới biết trăng có lặn là vậy á. Tại vì thực tế ở ngoài đời tại vì cô không nhớ chính xác ông này ông tên gì, mà khi mà cô đọc bài báo này, những người ngoài đời các bạn, ở những người bên ngoài họ nói là họ không tin được rằng là ông này ông có cái hành động như vậy. Tức là các bạn biết sao, tức là ông giết hết toàn bộ vợ con của ông luôn và sau đó ông tự sát luôn, được không ạ? Mà trong khi đó người ta nói là gì, cái sự nghiệp ông này ông đang lên hình như cầu thủ bóng đá hay sao tôi không nhớ rõ nữa các bạn, lâu lắm rồi. Rồi bắt đầu là gì, vợ đẹp con ngoan gia đình thì giàu có đó. Nên là nhiều người không hiểu là lý do tại sao ông có hành động như vậy. Nhưng mà những cô nói các bạn á, mình không biết ở trong hoàn cảnh đó, chứ đừng có nghĩ rằng là họ nghèo họ mới tự tử, được không ạ? Mà nhiều khi là gì các bạn, có rất nhiều người giàu họ vẫn tự tử như bình thường, được không ạ? Và chúng ta cũng đừng nghĩ là già mới tự tử, mà cũng rất nhiều trường hợp là gì các bạn, trẻ họ vẫn tự tử, được không? Vì lý do gì không biết. Đây là những trên trường hợp các bạn, trường hợp đó ha, thì có thể là nhiều khi trước đó họ có một cái biểu hiện nào đó rồi các bạn, nhưng mình không có phát hiện ra. Thường là các bạn biết không, từng người trong cùng một gia đình, nếu như chúng ta quan tâm nhau thì chúng ta sẽ biết được, chúng ta sẽ nhận biết được. Còn nếu trong trường hợp chúng ta không quan tâm nhau thì chúng ta cũng không biết đâu các bạn. Mà là một số các bệnh tâm thần khác cũng sẽ gần tới tự sát, ví dụ như là tâm thần phân liệt nè các bạn. Mà hoặc là dọa tự sát và dẫn đến tự sát thiệt. Cô nhớ hình như cô coi bộ phim nào tôi không nhớ nè, anh chàng là anh đứng ở trên cái cầu rất là cao, và anh giả bộ, anh giả bộ anh muốn nhảy xuống cầu, anh giả bộ anh chú ý là anh giả bộ là anh sẽ tự sát các bạn đó, anh giả bộ anh sẽ tự sát đó, để cho tạo cái sự quan tâm của những người khác. Những lần trước là anh đều thành công hết, tự nhiên đợt này anh cũng đứng trước cầu anh cũng giả bộ là anh tự sát, ai ngờ anh té thiệt và anh chết thiệt. Các bạn, đó là những cái tình huống mà nó là gì, dọa tự sát mà dẫn tới tự sát thật là nó như vậy đó, được không ạ? Hoặc là gì, do nghiện rượu nghiện ma túy vân vân ha. Thì như vậy cách xử trí của những người này gì, giống như cô nói các bạn, đó là phải phát hiện sớm, phải phát hiện sớm. Tại vì sao, thường là gì các bạn, đó là những người bị trầm cảm thì nguy cơ cao họ sẽ dẫn tới tự sát, được không? Như vậy chúng ta, người ta mới nói là gì ạ, sống trong cùng một gia đình là phải quan tâm tới nhau, được không? Giống như bạn bè chúng ta chơi với nhau, chúng ta cũng sẽ quan tâm với nhau, xem là ủa sao kỳ ta, sao mấy cái bình thường á mình chơi với nó nói líu la líu lo, được không ạ? Nó nói chuyện rất là nhiều mà sao mấy hôm nay mình thấy nó cứ buồn buồn, rồi mắt nó cứ nhìn xa xăm. Các bạn ha, ngày xưa lớp cô cũng có một đứa bị rồi, và cô giáo chủ nhiệm phát hiện ra đó,
À, cô giáo chủ nhiệm tôi vẫn đi thực tập phát hiện ra đó các bạn. Tức là chị này hồi trước giờ thì chị cũng không có nói, cũng ít nói lắm. Nhưng mà sao ạ? À? Khi đi thực tập là gì? Tất cả mọi người đều làm. Một bạn nào đang để loa ta? Ôi, anh ơi, anh đến rồi, anh này chưa? Rồi, lại là thường để loa nữa. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là gì? Có những bạn á, tức là những bạn khác thì làm mà riêng chị này thì lại không làm mà cứ đứng nhìn xa xăm không các bạn, nhìn xa xăm không, dấu hiệu đó các bạn. Như vậy bắt đầu là các bạn biết, tại vì chưa có trở nặng đâu, lên kích động đâu gì đó các bạn, lập tức đưa liền cho bệnh viện liền, được không? Mà lập tức đưa lên bệnh viện liền các bạn, để lúc đó làm gì các bạn, họ sẽ theo dõi, họ sẽ theo dõi được không? Mà tại vì thường những người bị trầm cảm họ sẽ tự tử, được cho các bạn ha. Nên là hình như là cách đây không lâu các bạn, cách đây không lâu có vụ gì mà có cái bà đó bả nhảy lầu xuống ở chung cư đó các bạn, các bạn có biết cái vụ đó không? Cái đợt đó tôi thấy báo viết, báo đồ viết quá trời luôn các bạn, chụp hình lên trời ơi nhìn thấy ghê luôn đó, được không ha? Đó, như vậy thì chúng ta thấy là gì ạ? À, khi mà họ nghiên cứu lại các bạn, họ nghiên cứu lại thì họ cũng thấy rằng là cái bà này bà có cái tiền sử là bà bị trầm cảm một thời gian đó các bạn, được không ha? Nên họ nói trong trường hợp mà phát ngừa hiện người trầm cảm á, là chúng ta phải đưa họ vô bệnh viện và theo dõi, được không ha? Rồi sau đó hiển nhiên là bệnh viện người ta sẽ không có nhận những người mà trầm cảm nhẹ đâu các bạn, đúng không? Mà họ sẽ làm gì? Họ sẽ phát thuốc về nhà. Như vậy nhiệm vụ còn lại là ai các bạn? Đó là người nhà. Người nhà phải cắt cử người để cho theo dõi họ, cho họ uống thuốc thường xuyên. Chứ còn chúng ta sởn ra cái là họ sẽ tự tử đó. Như cái vụ vừa rồi ở Thành phố Hồ Chí Minh ở cái chung cư ở bên chung cư đâu ta? Bình Thạnh hay gì đó, tôi không nhớ rõ nữa các bạn. Đó có vụ đó, được không? À, là nhảy xuống chung cư tự tử đó các bạn, đúng không? Rồi phương pháp tốt nhất là sốc điện. Nhưng mà giống như cô nói các bạn là sốc điện trong trường hợp gì các bạn? Trong trường hợp nặng, tức là họ cứ suốt ngày họ đòi tự tử thôi, thì đó chúng ta sẽ làm sốc điện cho bệnh nhân, được không ạ? Rồi tiếp theo là bệnh nhân không chịu ăn uống. Trên nguyên tắc giống như cô nói các bạn hôm trước rồi, đó là gì? Những bệnh nhân tâm thần họ thường rất là ốm và họ chết do suy kiệt nữa. Vì lý do tại sao đó là họ bị ảo tưởng, họ bị ảo giác. Họ bị ảo giác là gì các bạn? Trong thức ăn nó có độc. À, trong thức ăn nó có độc. Bắt đầu là gì nữa các bạn? Đó là họ còn nghe thấy những cái mùi hôi, mùi thúi trong các thức ăn, mà trong khi đó là gì? Thức ăn không hề bị một cái gì cả. Như vậy họ không chịu ăn uống thì sao các bạn? Họ sẽ bị suy kiệt và họ chết. Thì trên lý thuyết là gì? Trong trường hợp mà bệnh nhân không chịu ăn uống, được không ạ? Trong trường hợp bệnh nhân không chịu ăn uống thì chúng ta sẽ làm cái gì? Đó là chúng ta sẽ đặt xông dạ dày cho bệnh nhân nếu bệnh nhân kiên quyết không chịu ăn. Mà giống như cô nói các bạn rồi, đặt xông dạ dày rất khó nếu trong trường hợp bệnh nhân họ còn tỉnh. Không bao giờ đặt được. Tôi nói các bạn như vậy đó. Cô đi lâm sàng 11 năm rồi chưa bao giờ cô đặt được. Đó thì các bạn là như vậy ha. Cô là đặt cái xong dạ dày dễ nhất là gì? Đó, thứ nhất là bệnh nhân hôn mê. Vô qua hồi sức các bạn. Hồi sức là dễ đặt nhất. Được không ha? Hôn mê hết mà. Được không ha? Rất dễ đặt các bạn, được không ạ? Đo 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 ống xong rồi bắt đầu làm gì các bạn? Nhúng ống vô nước, được không ạ? Rảy 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 bắt đầu đục 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 vô, được không ạ? Rất dễ đặt trong trường hợp đó là bệnh nhân bị hôn mê. Tuy nhiên, trong trường hợp nông dịch tuyền á, hình như vậy em, cô cũng không nhớ nữa. Cô cũng không nhớ nữa tại vì lâu quá rồi. Lúc mà cô làm cô cũng không nhớ nữa. Đó, như vậy thì trong trường hợp mà chúng ta thấy là gì ạ? À, khi mà bệnh nhân mà họ hôn mê chỉ khó đặt, các bạn biết gì không? Đó là cô lục đợt đó cô đặt có gặp một ca đó, các bạn biết không? Đó là người ta có khối u các bạn, có khối u ở vòng họng nè. Nên đặt vô nó bị gọi là bị cấn lại, nó hơi khó đặt, nhưng mà chúng ta lắp vô chúng ta cũng đặt. Một cái trường hợp cô gặp, có một trường hợp rồi các bạn biết không, đó là trường hợp mà có nghĩa là bệnh nhân này họ nhịn ăn lâu rồi bắt đầu họ mới bắt đầu vô hồi sức các bạn, nên là cái dịch dạ dày của nó đó các bạn, cái dịch dạ dày của nó ít quá nên cuối cùng các bạn biết không, sinh viên mình đặt vô bắt đầu là bơm hơi không nghe gì cả, được không ạ? Rồi cộng thêm bạn biết không, tức là cái bóng chèn, tại vì khi chúng ta đặt nội khí quản vô là chúng ta sẽ có bóng chèn. Rồi như vậy khi chúng ta đặt nội khí quản thì chúng ta sẽ có bóng chè, được không ạ? Nhưng mà trong trường hợp các bạn thấy là gì, cái trường hợp mà cô thấy là cô cũng hiểu tại sao nha, tức là bóng chè thì kiểm tra vẫn ok mà hả, bệnh nhân là thì hôn mê rồi mà các bạn biết không, khi mà đút ống vô nó cái tạo qua đường thở là thứ nhất, cái thai các bạn biết nó cuộn hết vô trong này nè, nó cuộn hết trong miệng này nè, mặc dù bệnh nhân là hôn mê rồi, được không ạ? Thì bắt đầu là lúc đó là cái cô nhân viên này là cổ cũng là học sinh cũ của cô thôi, được không ạ? Thì cổ mới nói sinh viên cô, lúc đó may cô tới, cái cổ mới nói cái sinh viên của cô vậy nè, sinh viên mới nói là thì cho ăn đại đi em. Bắt đầu may lúc đó là cô tới, cái cô nói không được, nguyên tắc mà đặt xong dạ dày là các bạn phải nghe thử,
các bạn nghe thử chính xác giống dạ dày rồi các bạn mới được đổ thức ăn vô. Còn nếu trong trường hợp mà nó chưa xuống tới dạ dày, nhiều khi nó bị cuộn trong miệng, hoặc nhiều khi nó rơi qua đường thở, các bạn đổ thức ăn các bệnh nhân sẽ tử vong liền. Tại sao em đặt vô ngay trong miệng thức ăn mà vô đây là nó cũng rơi qua đường thở, bệnh nhân chết sao các bạn? Rồi bệnh nhân chết liền đó các bạn. Nên là tôi bắt là rút hết ra đặt lại. Nên các bạn biết không, cuối cùng là con bé đặt hoài không được, cuối cùng là tôi đặt luôn. Được không ạ? Và tới khi mà đặt đúng tới vị trí rồi, nghe vẫn không được. Bắt đầu tôi nói sinh viên là gì các bạn? Đút sâu thêm một khúc nữa. Đút sâu thêm một khúc nữa các bạn. Và cuối cùng các bạn biết không, đút sâu thêm một khúc nữa so với khi mà mình đo thì lúc đó mới nghe được. Nghe tiếng ngọt và chính xác là đã vô tới dạ dày. Được không ạ? Nhưng mà giống như cô nói, cái đó là trường hợp bệnh nhân hôn mê nó dễ nhất. Còn trong trường hợp bệnh nhân tỉnh thì sao? Bệnh nhân họ phải hợp tác. Bệnh nhân họ phải hợp tác. Ví dụ trong trường hợp thì em sẽ gặp những bệnh nhân mà họ bị sơ gan các bạn, họ bị sơ gan mà họ bị, ví dụ như trong trường hợp họ bị ói ra máu á, mặc dù họ còn tỉnh táo nhưng họ bị ói máu ra máu, họ bị ói liên tục như vậy. Vì như vậy chúng ta cũng phải làm gì các bạn? Đặt xong, đặt xong vô. Thứ nhất mục đích là làm gì các bạn? Đó là chúng ta sẽ làm giảm cái nguy cơ ói. Cái thứ hai là gì các bạn? Theo dõi lượng xuất huyết, được không ạ? Như vậy chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta phải kêu bệnh nhân hợp tác thì chúng ta mới đặt được. Còn bệnh nhân mà không hợp tác, tôi nói các bạn nghe, em đặt một cái là gì? Bệnh nhân họ sẽ có phản xạ cứ đẩy ra và bao nhiêu nó gom hết trong miệng nữa. Thứ hai là gì? Cho dù em đặt được xuống dưới rồi nhưng mà bệnh nhân họ sẽ có phản xạ. Thứ nhất họ sẽ rút ra. Thế em nói thế em buộc hai tay hai chân lại. Ok, buộc hai tay hai chân họ cũng sẽ gì các bạn? Họ sẽ gồng lên được. Mà khi cái động tác họ gồng như vậy thì sao các bạn? Cái ống nó nguy cơ cao, nó sẽ làm gì các bạn? Nó sẽ bay qua bên đường thở. Vẫn có cái nguy cơ đó. Được không ạ? Nên là lý thường là gì các bạn biết không? Bệnh nhân tâm thần muốn cho ăn là gì các bạn biết không? Đó là chúng ta phải năn nỉ, chiều chuộng thì mới ăn. Được không? Chứ không phải đơn giản họ ăn đâu các bạn. Được không ạ? Có nhiều khi có những trường hợp là vô lý thế bà là cũng phải chiều theo họ đó các bạn. Nào mà ngày đó là có những trường hợp chúng ta thấy là vô lý không thể nào thực hiện được. Nhưng mà chúng ta nếu trong phạm vi có thể thực hiện được thì sẽ cố gắng cho họ. Được không ạ? Để cho họ không bị như vậy. Thì có những trường hợp nào mà họ không chịu ăn uống, ví dụ như là gì các bạn? Rối loạn bản năng ăn uống, ví dụ như là bệnh tâm thần ở trẻ em các bạn. Đằng mai chúng ta hôm trước cô kể các bạn rồi, nghe có những trường hợp đó, đó là gì? Muốn trở thành hoa hậu người mẫu gì đó các bạn, hoa hậu người mẫu à, nên bắt đầu là gì? Nhịn ăn từ thời bé. Nhịn ăn từ thời bé thì sao? Sẽ có những cái loại mà những cái loại dịch vị, những cái men tiêu hóa nó sẽ không được tiết ra trong một thời gian dài, cuối cùng nó không tiết ra luôn và tới khi lớn ăn không lại được nữa. Không các bạn ha. Nên là cô nói lý do tại sao em bé là chúng ta họ cho ăn vừa phải, không cho ăn quá nhiều để cho nó béo phì. Nhưng mà là sao các bạn? Lựa lời mà nói, đừng để đứa trẻ nó bị tự tin, tự ti. Ví dụ như bây giờ một đứa trẻ đúng không? À, những cái từ mà các bạn hãy không nên nói với đứa trẻ, ví dụ là gì? Trời ơi mày mập gì mập ghê á. Nên là lớp mình bây giờ đừng chửi bạn khác mập ha. Được chưa? Mày lại mày mập như heo gì mày? Đó là những từ không nên các bạn. Đặc biệt là khi em chửi những đứa trẻ như vậy, nó sẽ xúc phạm đến đứa trẻ, không mà nhiều khi nó sẽ tạo một cái tâm lý tự tin cho nó. Và như vậy các bạn có nhìn thấy không, trong gương đó ông nhôm nhách mà cứ tưởng là ta đi mập đó các bạn, và riết hồ là gì, nó sẽ có những cái rối loạn bản năng uống luôn và chuyển sang dạng trầm cảm rồi các bạn. Đúng không? Rồi do hoang tưởng hoặc là do trạng thái căng trương lực, không bằng ha. Về giống như cô nói các bạn đó, thì chúng ta thấy là gì, có thể là sốc điện nếu trong trường hợp trầm cảm nặng, đúng không? Căng qua sông truyền dịch, giống như cô nói các bạn, trời trường hợp bệnh nhân hôn mê thôi, tỉnh táo khó lắm, truyền dịch cũng vậy các bạn, tôi nói các bạn chích thuốc còn khó, lấy máu còn khó, đừng nói truyền dịch. Bệnh nhân tâm thần á dễ gì làm được các bạn, cực kỳ khó, khó cực kỳ luôn các bạn, thấy đơn giản đâu, là không ai cho uống thuốc khi thấy khó đừng nói làm gì, mà truyền dịch cũng vậy các bạn. Mặc dù chúng ta nói em trên lý thuyết là ở nó ăn không được thì truyền dịch, đó là ở trên bệnh nhân thường. Bệnh nhân tâm thần em rất khó thực hiện. Đó mà em phải có những cái chiêu đó các bạn, cũng phải đơn giản ha. Và cái chiêu gì cái đó các bạn phải đi làm. Mỗi người khi chúng ta phải có gọi là có kinh nghiệm, có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ có cái, tiếp xúc được với bệnh nhân tâm thần thì chúng ta sẽ có những cách để chúng ta chăm sóc cho họ được tốt nhất. Rồi thay đổi tư thế để chấm loét là trong trường hợp là này là gì các bạn? Đó là trường hợp bệnh nhân họ bị nặng rồi các bạn. Trường hợp bệnh nhân bị nặng rồi. Đúng không ạ? Rồi các bạn có gì thắc mắc nữa không? Hết bài này rồi đó.